Xin kính chào quý vị đang trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận phần 2 của một cuộc thảo luận bàn tròn với đề tài là cuốn theo chiều gió những dự đoán cho năm 2023 cho Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Thưa quý vị, phần 2 chúng tôi có cá nhân chúng tôi và tiến sĩ Phan Quang Trọng và phần 1 chúng tôi đang chia sẻ một vài những cái yếu tố rủi ro lớn quan trọng trong năm 2023 mà một công ty chuyên về đánh giá những yếu tố rủi ro chính trị, xin lỗi quý vị, tôi vẫn còn bị ngọng, những yếu tố rủi ro chính trị cho năm 2023 là công ty Eurasia. Và hai cái yếu tố rủi ro hàng đầu, thưa quý vị, đó là một nước Nga điên cuồng vì thua, vì xa lầy tại Ukraine, có thể có những cái hành động nguy hiểm cho thế giới. Và cái yếu tố rủi ro nguy hiểm thứ nhì là Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình. Thế vậy thì xin hỏi tiến sĩ Phan Quang Trọng về vấn đề Tập Cận Bình. Thì như chúng ta thấy, nước Tàu dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn là một cái nỗi đe dọa cho thế giới, và đặc biệt là một cái sự đe dọa rất là nguy hiểm, rất là tai hại cho Việt Nam của mình. Dạ, vâng, thưa anh Nam và kính thưa quý vị, lúc nãy anh em chúng ta nói về cái sự tai hại của ông Tập Cận Bình và cái đầu óc gọi như là độc tài của ông, và ông đã thu tóm quyền lực, nhất là trong cái kỳ đại hội đảng vừa rồi chúng ta thấy rõ là ông có những cái thái độ cũng rất là khiếm nhã đối với những người đi trước, những người chủ tịch nước đi trước, là chứng tỏ là ông đã xem như ông là vị hoàng đế của đất nước Trung Cộng. Nhưng mà em thấy một cái mặt nữa, đó là vì cái việc mà mở rộng cái chính sách không Covid của ông đó, cho thấy là ông cũng, mặc dù là ông có cái chế độ công an trị rất là mạnh như vậy, nhưng mà cái cuộc biểu tình của người dân từ bên phía Tây của Trung Cộng kéo đến qua đến Bắc Kinh, Thượng Hải, nó tạo nên làn sóng của những người biểu tình đòi hỏi phải nới lỏng cái chính sách phong tỏa về Covid, và buộc chính quyền Cộng sản Trung Cộng đã phải nới lỏng cái chính sách Zero Covid của họ. Và em thấy đây nó có một cái mối lợi tốt, đó là thứ nhất, đó là nó tạo nên một cái sự như là mở cửa của cái nền kinh tế thứ hai của thế giới sau Hoa Kỳ, là nó tạo cho một quá trình hồi phục toàn cầu. Những cái nước có những cái chương trình xuất khẩu lớn tại Đông Nam Á như là Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Singapore, Việt Nam chẳng hạn, nó sẽ tạo nên một cái động lực cho những nước này. Và đối với nước Mỹ, thưa anh, thì cái việc mà mở rộng nó cũng giúp cho các thương hiệu toàn cầu như là Apple, như Tesla không bị gián đoạn. Em thấy cái đó là cái điều tốt, đặc biệt là hy vọng là người là Trung Hoa họ có thể control được cái dịch Covid đang bùng phát ở bên Trung Hoa, thưa anh. Đúng vậy, mình cũng hy vọng rằng họ sẽ kiểm soát được, nhưng mà qua những cái số thống kê mà các cơ quan nghiên cứu về y tế vừa cho biết thì kỳ này Trung Cộng là đang bị ngất ngư bởi vì cái chính sách Zero Covid của họ làm cho người dân của Trung Cộng không có được cái miễn nhiễm, cái cơ thể không có được cái sức mạnh để mà chống lại cái con virus đó, và nó có thể tạo ra những con virus mới. Và cái nỗi lo mà người ta cũng đang rất là không biết tính làm thế nào, tức là bây giờ Trung Cộng sau khi mở cửa Covid tùm lum ta la, bây giờ họ lại được thoải mái đi khắp nơi thế giới, thì không biết họ lại mang theo một cái bệnh mới để cho thế giới lại bị ngất ngư nữa, thì cái đó cũng là một cái yếu tố rất là rủi ro. Cũng thưa với Trọng, thưa quý vị, chúng ta sẽ không có thì giờ để nói hết 10 cái sự nguy hiểm cho thế giới trong năm 2023, nhưng mà mình sẽ cố gắng chú trọng vào một số những cái nguy hiểm rất là lớn
Thì một trong những cái nguy hiểm cho thế giới, thưa quý vị, đó là vấn đề lạm phát. Dĩ nhiên chúng ta thấy trong năm qua lạm phát tại Hoa Kỳ cao nhất trong 40 mấy năm, và cả thế giới cũng đang đương đầu. Những nước rất là giàu có như Hoa Kỳ, như Âu Châu, như Tây Âu thì có thể mình bảo là vượt qua được dễ dàng hơn là những nước nghèo, những nước chậm phát triển. Thì không biết là Trọng có nhận xét gì về vấn đề tai hại của lạm phát. Thưa anh Nam và thưa quý vị, đây là cái mặt mà chúng tôi cũng không có nắm rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi đọc theo những cái báo cáo như là Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund chẳng hạn, thì giống như là anh Nam nói đó, là cái lạm phát toàn cầu họ dự kiến là sẽ giảm vào năm 2023, nhưng mà ở với cái mức độ rất là cao. Họ họ dự dự đoán là sẽ đạt vào khoảng 6.5% vào năm 2023, tức là nó giảm từ 8.8% vào năm nay. Và nó về các cái nền kinh tế đang phát triển thì cái mức lạm phát nó có thể thấp hơn một chút. Thì đây là cái việc mà rất nguy hiểm, và các cái chuyên gia của những cái nước tại Hoa Kỳ đó, họ đã có cái chính sách để chống lại lạm phát bằng cách là giữ cái giá tiền lời ở cái mức cao. Thì chắc chắn là cái việc đó nó cũng ảnh hưởng đến cái sức tiêu dùng của người dùng. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy đó, thưa anh Nam và thưa quý vị, là cái nó làm cho cái tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại vì cái lãi suất nó tăng lên. Và họ cũng trở lại cái quỹ tiền tệ đó, thì họ nói là tăng trưởng vào năm 23 sẽ giảm đi rất là nhiều so với năm 22, tức là giảm từ 2.7% từ xuống tới từ cái mức 3.2% vào năm 22. Và cái Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cũng dự báo là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ thấp hơn cái mức là 2.2 trong năm 2023. Và nhiều nhà kinh tế thì họ còn bi quan hơn, họ tin rằng cái suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra vào năm 2023. Tuy nhiên em đọc thấy cái phát biểu cái bà mà gọi như bà là giám đốc điều hành của quỹ tiền tệ đó, thì bà nói là cái ảnh hưởng đó đối với Hoa Kỳ thì lại nhẹ hơn rất nhiều so với những nước khác, tại vì bà thấy là cái thị trường lao động, thị trường công ăn việc làm của Hoa Kỳ vẫn rất là mạnh, và có thể cái lý do đó sẽ giúp chúng ta vượt qua dễ dàng hơn những cái nước khác, thưa anh Nam. Đúng như Trọng nói thì Hoa Kỳ có thể vượt qua dễ dàng, nhưng mà những nước còn tương đối là nghèo hoặc là rất nghèo như Việt Nam mình thì là vấn đề rất là khó khăn. Đùng một cái mọi thứ vật giá nó gia tăng, giá dầu, giá xăng, rồi đồng thời những cái nước mà mua hàng của Việt Nam, những cái nước cung cấp vật liệu để Việt Nam tạo những cái món hàng để mình bảo là xuất cảng, xuất khẩu thì cũng bị trở ngại, thì cái điều đó nó có làm cho cái nền kinh tế Việt Nam cũng phải đi thụt lùi. Và ngoài những cái con số mà chúng ta thường nói là tăng hay là giảm nền kinh tế, cái điều mà chúng tôi, cá nhân của tôi quan tâm nhất là cái cuộc sống hàng ngày của những người dân bình thường ở bên Việt Nam, những người lao động, những người buôn bán nhỏ, mà đó là đa số dân Việt Nam của mình, thì cái cuộc sống trong 2 3 năm qua rất là khó khăn, bởi vì Covid, thì năm 2023 cũng chắc tôi e là cũng không có khá hơn bao nhiêu. Vâng, đúng thế anh Nam. Em nghĩ là cái cuộc sống của người dân, nhất là dân lao động Việt Nam của mình trong năm 2023 này cũng rất là khó khăn. Nhất là cái thị trường ở bên Trung Cộng họ mở ra đó, thì cái kỹ nghệ họ lại đem trở lại Trung Cộng. Thì họ lấy từ những cái nước nhỏ hơn, từ như là Việt Nam. Cho nên nhất là cái nền kinh tế Việt Nam lại quá lệ thuộc vào cái kinh tế của Trung Cộng. Thành ra em thấy năm 2023 cũng có thể là một cái năm rất là khó khăn cho người dân Việt Nam của chúng ta, nhất là người nghèo và người lao động. Một trong những cái nguy hiểm mà cái cơ quan này họ đưa ra, thưa với quý vị, đó là sự phân hóa của Hoa Kỳ. Và chúng ta biết nó là một cái điều mà mình bảo là không phải chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ thôi, mà ảnh hưởng đến cả thế giới. Chúng tôi sẽ
bàn thêm một chút xíu về vấn đề này khi chúng tôi trở lại sau một vài giây quảng cáo. Xin mời quý vị theo dõi một số quảng cáo. Xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Diễn đàn Chính luận. Thưa quý vị, chúng ta đang bàn những cái nguy hiểm cho thế giới năm 2023, và một trong những cái điều có thể tạo ra nhiều khó khăn cho thế giới là những gì xảy ra tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, như chúng ta biết, hiện giờ tình hình chính trường của Hoa Kỳ rất là phân hóa. Thành ra chúng tôi xin được mời tiến sĩ Phan Quang Trọng chia sẻ một cái nhìn của tiến sĩ về vấn đề rất là cực đoan tả hữu của Hoa Kỳ. Vâng, thưa anh Nam và kính thưa quý vị, như chúng ta đã thấy từ khoảng 2-3 năm nay thì cái chính trị dòng chính Hoa Kỳ nó trở nên rất là phân cực, một cái chúng ta không còn thấy ở cái sự mà đồng thuận của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở giữa giống như là những năm trước đây, mà một là họ là cực hữu hoặc là cực tả, và điều đó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình hình chung của đất nước Hoa Kỳ. Và từ đó nó có những cái người mà có cái khả năng ảnh hưởng, có những cái quyết định nằm trong những cái vai trò là những người đại diện cho chúng ta trong chính quyền Hoa Kỳ, họ có những cái quyết định có thể ảnh hưởng, vì cái nhìn đó, vì cái phân cực trong cả những cái người bỏ phiếu nữa, nó sẽ có những ảnh hưởng, chúng tôi nghĩ là không tốt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy là về đối ngoại đó, thì chúng tôi vẫn thấy là cái cơ quan hành pháp hiện tại của Hoa Kỳ vẫn đặt cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ lên trên hết, lên trên cả quyền lợi của đảng phái. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy là một phần nào đó chúng tôi vẫn tin tưởng vào một cái chế độ dân chủ của Hoa Kỳ. Họ luôn luôn đặt cái quyền lợi của họ trên hết. Chẳng hạn như gần đây ông Biden ông ký một cái đạo luật gọi là khoa học và chip để nhằm ngăn chặn xuất khẩu những cái phần mềm hoặc những cái thiết bị sản xuất tiên tiến, để nó không bị đưa ra nước ngoài như là Trung Cộng, vì cái quyết định này sẽ nhằm nhắm đến cái kìm hãm lại cái ngành bán dẫn bị Trung Cộng là đang tìm cách gọi như là lấy những cái tài sản trí tuệ đó từ Hoa Kỳ, vì họ đặt cái quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên. Thì đây là những cái bước đi mà chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ vẫn đặt cái quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, thưa anh Nam. Thì đúng như Trọng nói, mình cũng mong như vậy. Và cái Vâng. truyền thống của Hoa Kỳ là đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, đôi bên đều tìm cách đặt cái quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên. Nhưng mà hiện giờ thì nhiều lúc có một số chính trị gia quên cái điều đó đi. Thành thử ra nó cũng sẽ tạo cho thế giới một cái nỗi lo. Và Vâng. như quý vị nếu như Trọng có theo dõi ngày hôm nay, hôm qua, hôm nay những cái gì đang xảy ra trong Hạ viện Hoa Kỳ thì cũng làm cho Vâng. một hướng thì là cũng làm cho người ta thấy hơi ngao ngán cái nền dân chủ của Hoa Kỳ có vẻ đang đi xuống. Nhưng mà Vâng. ngược lại có một cái nhìn là bảo rằng cái đó nó cũng phản ảnh cái nền tảng rất là vững mạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ. Quý vị có thể gọi là cãi nhau om sòm, có thể chia năm chia bảy, nhưng mà cuối cùng những cái định chế, những cái truyền thống dân chủ của Hoa Kỳ nó cũng sẽ vượt qua những cái tham vọng cá nhân cũng như cái tham vọng của đảng phái. Thì mình mong như thế, bởi vì Hoa Kỳ vẫn là cái nước mạnh nhất, giàu nhất. Có gì mà nó bị yếu đi, bị cái gì nó nguy hiểm thì nó cũng ảnh hưởng đến mọi người, mọi nước.
Thì một cái điều khác nữa, một cái điều rủi ro cho thế giới, thưa với Trọng với lại mọi người, đó là vấn đề tại Iran. Như chúng ta biết, hơn 100 ngày qua, những người phụ nữ Iran đã đứng lên biểu tình, đòi, mới đầu là chỉ đòi được tự do, không có khách đeo khăn lên trên đầu, tự do được cắt tóc, và sau đó đã trở thành một phong trào đòi tự do, dân chủ cho cả nước Iran. Không có ai nghĩ rằng họ đã có thể biểu tình, cái phong trào chống đối cho đến bây giờ, sau hơn 100 ngày vẫn còn tiếp tục xảy ra. Thì Trọng mà nghĩ gì về cái sự can đảm của người phụ nữ Iran? Vâng, thưa quý vị cũng đã biết là trong những cái chế độ mà gần như là tôn giáo trị, chẳng hạn như là bên tại Iran đó, thì cái quyền của con người và nhất là người phụ nữ là bị thiệt hại rất là nhiều. Nhưng mà đây là một cái điều đang xảy ra ở bên Iran đã cũng có, chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là khi mà con giun nó bị giày xéo nhiều quá thì họ cũng phải quay lại để mà nói lên cái chính kiến của họ, và họ sẵn sàng ngay cả hy sinh cái chết của họ. Như chúng tôi được biết là cho đến bây giờ là cái những cái cuộc đàn áp lên tới 400 năm người đã chết tại Iran. Nhưng mà thưa anh, một cái em rất là lo nghĩ đó là cái việc là cái nước Iran, quý vị cũng đã biết đó, họ có những cái làm chủ được một vài cái kỹ thuật về hạt nhân, và họ cũng có cái tham vọng là xây dựng một cái vũ khí hạt nhân. Và đây là cái bước đi mà khi mà một cái chính quyền như là Iran như vậy đó, nó không được bền vững, không có được lòng dân đó, thì mà lại họ lại làm chủ được những cái vũ khí nguy hiểm như vậy, thì chúng là vì cái nền hòa bình có thể ảnh hưởng đến cái hòa bình ở Trung Đông và đặc biệt của chúng ta. Và cái đó là chúng ta lại thấy là cái vai trò của Hoa Kỳ trong cái việc này, là chúng tôi hy vọng là Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân Iran, mà còn gọi là JCPOA, với những cái thiện chí là khôi phục lại các cuộc đàm phán ở Áo trước đây. Hiện giờ chúng ta thấy chưa chưa thấy một cái dấu hiệu gì một cách lạc quan hơn, nhưng mà chúng tôi hy vọng là những cái việc mà xảy ra ở Iran làm cho những cái nước trong khối Liên Hợp Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Cộng, Nga tìm đủ mọi cách để hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran. Anh đồng ý với Trọng là cái vấn đề mà Iran có có cái kỹ thuật để làm vũ khí hạt nhân là một điều rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại, cái việc đó đã xảy ra, nó đang xảy ra, bởi vì những cái điều khoản trong cái thỏa hiệp về hạt nhân mà Tổng thống Obama đã ký với Iran, nó đã giúp Iran có những cái kỹ thuật này. Mặc dù là Tổng thống Biden có tìm cách để mà cũng như là kêu mời Iran để là thảo luận lại, để thương thuyết lại, nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng thương thuyết như thế nào, bởi vì Iran đã vi phạm những cái thỏa hiệp mà họ đã ký tên, thì bây giờ có thương thuyết nữa thì cũng chỉ để lại họ lại lợi dụng mình để mà họ lại tiếp tục xây dựng vũ khí nguyên tử, bởi vì đó thành ra nó mới là một cái nỗi đe dọa cho thế giới. Có một điểm nữa cũng xin được chia sẻ với quý vị và Trọng, là một cái nguy hiểm mà cái cơ quan này, cái công ty họ đưa ra là vấn đề áp lực của nước. Thế giới đang không có đủ nước sạch. Chúng ta thấy rõ ràng ở Mỹ thì là mình có thể mở mở phong trào để mình uống nước, nhưng mà đi sang Việt Nam, đi đến những cái nước hơi kém phát triển một chút xíu, thì cái vấn đề nước sạch để uống không có. Và tại Việt Nam của mình, uống bia an toàn hơn và có thể rẻ hơn là uống nước. Và tại đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì Trung Cộng đã xây cái đập ở trên thượng nguồn của sông Cửu Long, thành ra đã làm cho cái cuộc sống của người dân, mình bảo là nông dân của mình tại đồng bằng Cửu Long, càng ngày càng khó khăn, và cái tình trạng mưu sinh của vùng đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng suy sụp tai hại. Thành ra
Đó cũng là một cái nguy hiểm cho người dân của thế giới cũng như người Việt Nam của mình. Chúng Vâng, tôi đúng thế sắp hết giờ, đúng vậy, chúng tôi sắp hết giờ, thành ra trước giờ, trước khi hết giờ, chúng tôi cũng xin được chia sẻ một cái tin không được vui đối với cộng đồng của chúng ta. Đó là, thưa quý vị, nhà văn Đặng Chí Bình, tác giả của Tháp Đen, là một người lính biệt kích, một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa, mà chúng ta ai cũng biết, ông cũng là một cái biểu tượng của một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào cũng kiên cường, lúc nào cũng đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho quê hương Việt Nam trong suốt cuộc đời, trong suốt mấy mươi năm, năm 60 năm cuộc sống của ông. Ông vừa mất tại Boston, thọ 90 tuổi, cách đây 2 hôm. Chúng tôi xin được phép chia buồn cùng gia đình của nhà văn Đặng Chí Bình. Sự mất mát của ông, sự ra đi của ông là một mất mát cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Cảm ơn Trọng. Vâng ạ, chúng tôi xin cảm tạ quý vị, xin cảm ơn anh Nam.